Ngày hôm qua, tròn 6 tháng kể từ khi thảm họa máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines xảy ra. Đến nay, thì tung tích về chiếc máy bay xấu số này vẫn còn là một điều rất bí ẩn, bất chấp các nỗ lực tìm kiếm của cộng đồng quốc tế. Mới đây, các chuyên gia do Cơ quan An toàn Vận tải Australia cho biết, nhóm này đang chuẩn bị để tiến hành quay lại công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 trên một vùng có diện tích là 60.000 km2 ở Ấn Độ Dương với những thiết bị hiện đại nhất. Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Australia Tony Abbott đã tuyên bố hai nước này sẽ tiếp tục hợp tác tìm kiếm máy bay số hiệu MH370. Trước đó, Thủ tướng Najib bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Australia trong việc tìm kiếm MH370. Về chi phí cho công tác tìm kiếm, Malaysia và Australia mỗi bên sẽ đóng góp 56,3 triệu đô la Mỹ. Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 chở 239 người cất cánh từ Kuala Lumpur và đã mất tích vào ngày 8 tháng 3. Cho đến thời điểm này, đã tròn 6 tháng, cuộc tìm kiếm với sự tham gia của nhiều quốc gia ở một khu vực rộng lớn trên Ấn Độ Dương vẫn chưa mang lại kết quả tích cực nào. Sự mất tích của chiếc máy bay vẫn là một ẩn số bí ẩn. Dựa theo phân tích của dữ liệu chụp từ vệ tinh, các nhà điều tra họ tin rằng máy bay có thể đã kết thúc hành trình trên biển cách xa thành phố Perth của Australia về hướng Tây.